Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là HVB 16010B, có công thức NBK, đó là 19, 31, 17. Đây là một loại phân bón lá dành cho cây cảnh và phong lan. Thì mình cũng chia sẻ qua cái tên của sản phẩm HVB là tên công ty. 1601 đúng 1601 đó là mã số của cái loại phân bón này. WB là cái dạng bột. 193117 đó là công thức NPK, công thức thành phần của sản phẩm. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của gói phân bón HVB 1601 ba. Gói này có quy cách đó là có khối lượng đó là 10 gram. Đây là một sản phẩm của công ty HVB. Và hóa chất của sản phẩm thành phần gồm có đạm 19%, lân 31%, kali 17%. Qua cái hàm lượng NPK như thế này thì thứ nhất là cho chúng ta thấy được sản phẩm này có đầy đủ các hàm lượng đạm, lân, kali, hay nói cách khác là đa lượng đầy đủ. Trong đó thành phần lân là cao nhất với 31%. Thì với thành phần lân cao như thế này thì công dụng của phân bón lá HVB 1601 này có công dụng chính là như thế nào, thì ở phần công dụng thì mình sẽ đi sâu hơn. Tiếp theo là sản phẩm này cung cấp đầy đủ các vi lượng, ví dụ như sắt 0,3%, mangan 0,05%, kẽm 0,07%, đồng 0,07%, molybden 0,0005%, bo 0,02%. Thì với thành phần tiếp theo đó là thành phần vi lượng, gồm đủ các vi lượng cần thiết cho cây trồng. Thì với lưu lượng này, vi lượng các bạn vi lợi ích rồi, thì với hàm lượng như vậy thì cây cũng là hấp thụ được, cũng đã cung cấp đầy đủ vi lượng cho cây rồi. Đối với vi lượng thì chúng ta cũng không cần thiết là sẽ cung cấp cho cây quá nhiều, vì đó là thành phần mà cây cũng cần ít thôi, nhưng mà thiếu thì cũng không được các bạn nhé. Thì công ty HVB đã đưa ra một công thức là cũng tương đối là hoàn chỉnh. Mình xin đi vào phần công dụng. Thì với thành phần là các nguyên tố đa lượng và vi lượng, với hàm lượng như mình đã chia sẻ như trên, thì sản phẩm HVB có công dụng đó là đây là một cái sản phẩm mà có công thức rất là đặc biệt, giúp cho hoa lan cũng giống như cây kiểng hình thành nhiều mầm hoa và kết sự ra hoa. Ở cái này mình xin phân tích rõ hơn để các bạn có thể nắm được. Hàm lượng lân cao 31% có chức năng đó là hình thành rất nhiều mầm hoa cho cây. Hàm lượng kali hay có mức đó là K2O 17% chính là có công dụng đó là kích thích sự ra hoa. Cung cấp thứ hai là công dụng thứ hai là cung cấp dinh dưỡng đa lượng vi lượng cho phong lan quanh năm. Thì như các bạn cũng đã biết đó, thì hàm lượng đa lượng và vi lượng là rất cần thiết cho cây. Với sản phẩm này thì chúng ta có thể phun cho cây để cung cấp cho cây những cái hàm lượng đa lượng vi lượng, chúng ta có thể phối thêm trung lượng cho cây, giúp lan phát triển tốt, mập mạp, tăng cường khả năng đề kháng sâu bệnh, phát hoa dài, nhiều hoa, giúp hoa có màu sắc đậm đà, rực rỡ và lâu tàn đối với các loại hoa lan. Về hướng dẫn sử dụng thì chúng ta pha một gói 10 gram này cho cái bình 8 lít đến bình 16 lít nước. Chúng ta phun đều lên thân, lá, rễ phong lan. Chúng ta phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Thì chúng ta nên pha cái liều khoảng 10 gram trên 16 lít nước bạn nhé, cho nó loãng loãng ra. Chúng ta phun một tuần một lần mà. Nên chúng ta pha liều loãng ra. Phân bón nói chung chúng ta cung cấp cho cây nhiều lần, nhờ mỗi lần một ít vừa vừa thôi thì nó sẽ mang hiệu quả cao hơn. Video mình chia sẻ về sản phẩm HVB 1601 như vậy này là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.